Thấy cái số lệnh đòn 7 nó giảm xuống rồi hay là không? Thì câu trả lời là đúng là như vậy nhưng mà cũng không có xuống nhiều lắm cho bạn thấy được đây là cái à, đường màu xanh này là đi diện cho cái số lượng lệnh đòn 7 Trên những cái sàn đó là từ tháng 8 cho đến bây giờ Thì các bạn thấy là đúng là ngày hôm qua đó thì có nhiều lệnh đòn 7 bị thanh lý Thì gần đây chúng ta thấy được cái đường màu xanh này nó đã không tăng nữa Và có dấu hiệu đi xuống nhưng mà vẫn còn nhiều ở đây hiện tại chứ không phải là thấp đâu Nhưng mà đã thấp hơn so với lại cách đây một tuần Tại vì chúng ta thấy được là có nhiều lệnh cũng đã bị thanh lý. Nhưng mà một điều khác nữa đó, thừa nhận ra được là chúng ta đã thấy màu đỏ xuất hiện trở lại. Đây là cái tài liệu liên quan tới funding rate, nghĩa là cái phí qua đêm đó. Thì cái phí qua đêm bây giờ đã là số âm là trừ 0.002. Hiểu đơn giản đó là bây giờ chúng ta đang chứng kiến là phần lớn là chúng ta bắt đầu thấy nhiều lệnh sốt hơn là lệnh lon và đây là cái yếu tố chúng ta muốn thấy nếu như các bạn muốn thấy giá nó có cái sự hồi phục nhanh trở lại thì chúng ta phải thấy một cái đợt short squeeze chúng ta phải thấy là càng ngày đó những người bullish càng im lặng hơn và càng ngày đó thì những bear đó những người mà uh, đánh xuống đó càng lớn tiếng hơn các bạn muốn thấy là những cái bên short đó họ cần phải có cái sự gọi là tự tin quá đáng thì chúng ta mới thấy là có nhiều lệnh short xuất hiện khiến cho thị trường bật lên một cái sẽ thanh lý những lệnh short đó khiến cho giá cả bật ngược trở lên điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là những thông tin thông thường chúng ta hay nhìn thì có phải là có thêm bitcoin trên sàn hay là không trên màn hình các bạn có hai biểu đồ bên trên này là tính theo ngày bên dưới là tính theo giờ thì chúng ta thấy được là đúng là có thêm một chút xíu BTC lên trên sàn nhưng mà nhìn dài hạn cũng không có sự thay đổi gì nhiều tại vì những ngày trước đó đó là các bạn thấy là màu đỏ nghĩa là nhiều BTC rời khỏi hơn là nạp vào nhưng mà chúng ta cũng thấy có thêm một chút xíu Bitcoin trên sàn và tính theo giờ đó thì cũng tương tự như vậy các bạn thấy được là có nhiều giờ gần đây đã có thêm BTC đẩy lên trên sàn và chúng ta nhìn vào Ethereum đó thì cũng tương tự như vậy mà thôi các bạn thấy được đúng là có thêm một chút xíu Ether trên sàn nhưng mà những ngày trước đó đều là màu đỏ Ether rời khỏi nhưng mà gần đây à, lại có thêm và hôm nay cũng vậy nhưng mà kết quả đó thì các bạn thấy được là chúng ta zoom vào đó bên trên này là biểu đồ của Ethereum và bên dưới là của BTC thì đối với Ethereum các bạn thấy được là chúng ta cũng thấy gần đây vài ngày có thêm một chút xíu Ether trên những cái sàn giao dịch và khi mà zoom vào BTC đó các bạn không thấy rõ ở đây nhưng mà thường hồi nãy zoom vào cái biểu đồ chính thức đó, thì cũng thấy được là nó tăng hơn một chút nhưng mà khi mà zoom ra các bạn thấy được là cái xu hướng vẫn là Bitcoin và Ether rồi khỏi sàn chứ không phải là nạp vào nhiều hơn trong thời gian dài hạn thì đương nhiên một số bạn sẽ nói là nếu như mà chúng ta cứ nói là cái số lượng BTC và Ether đó rời khỏi nó chung là nhiều hơn là rút ra trong cái thời gian là mấy tuần qua thì tại sao giá vẫn đi xuống thì cái sự khác biệt ở đây là giữa người mua và người bán các bạn hiểu là nếu như mà có nguồn cung mà không có phù hợp với lại cái nguồn cầu giống như là cung quá nhiều nhưng mà cầu lại không có nhiều thì sẽ khiến cho giá đi xuống nhưng mà cái mà và ở đây đó là không phải là giá đi lên hay xuống mà cái điều mà ở đây phản ảnh ra được đó chính là cái số lượng Bitcoin và Ether khi mà được người mua mua thì như thế nào đó chính là được đem ra khỏi sàn có nghĩa là dấu hiệu tích lũy đó là điều mà mình thường muốn nói đây kế tiếp đó thì bạn hiểu đây cũng là một biểu đồ ở trên Classno hoặc là chúng ta nhìn biểu đồ này là biểu đồ ở trên Crypto Khoan thì trên Classno cũng cho chúng ta thấy cái thông tin Tương tự các bạn thấy được là các bạn có thể đang lo lắng và các bạn có thể là quản hốt bán Nhưng mà sự thật đó là càng ngày cái đường màu vàng này đó cứ tăng và tăng mặc dù là giá đi xuống Có nghĩa là đây là đại diện cho cái số lượng Bitcoin được lưu trữ dài hạn càng ngày càng nhiều hơn Và bắt đầu đã có từ tháng 6 của năm ngoái rồi Đây cũng là cái tài liệu hỗ trợ cho những gì chúng ta mới vừa nói tới Kế tiếp đó thì có phải là thợ đào đang bán hay không thì ai đang bán gì Thì nhìn lại đó thì các bạn được là thợ đào đó chúng ta nhìn vào hai chỉ số quen thuộc là MPI Và chỉ số là cái số lượng Bitcoin rời khỏi ví của thợ đào đó đến những cái ví của sàn giao dịch Thì các bạn thấy được cả hai chỉ số này đều là nằm ở cái khúc bên dưới này Có nghĩa là chúng ta thật sự là giá đi xuống nhưng mà thời đào không có bán hiện tại đương nhiên vẫn còn có thời đào bán nhưng mà ít thôi đây là con số không đáng kể như là thời đào không phải là nguyên do chính dẫn đến là giá bị xuống thời điểm bây giờ không phải là người bán nhiều nhất Mà những ai bán nhiều nhất thì chúng ta có thể thấy được là cho đến bây giờ đó Đây là cái biểu đồ uh, Net Realized Profit Loss Ở trên Class no thì uh, cho chúng ta thấy được là bây giờ đó chúng ta nằm trong cái vùng màu đỏ Vùng màu đỏ nghĩa là sao? Nghĩa là những cái Bitcoin di chuyển hiện bây giờ đó là bị lỗ Có nghĩa là các bạn thấy cái đường màu đỏ này đó, nó nhanh chóng đi xuống như vậy Có nghĩa là chúng ta thấy được là có nhiều người hoảng loạn bán Bitcoin của mình Với cái mức lỗ như là có cái hiện tượng cắt lỗ xảy ra và Ai đang cắt lỗ vậy? Thì chúng ta sẽ nhìn vào hai cái nhóm người. Thứ nhất đó là dài hạn và thứ nhì là ngắn hạn. Thì chúng ta có thể thấy được là chúng ta nhìn vào bên dưới này đi. Bên dưới này đó là cái tài liệu đối với những người đầu tư ngắn hạn. Ngắn hạn là những người đầu tư mà họ nghĩ là dưới 155 ngày. Có nghĩa là các bạn lưu trữ đồng dưới 155 ngày thì gọi là ngắn hạn. Thì nếu như mà cái chỉ số này dưới con số 1 đó thì coi như là những nhà đầu tư ngắn hạn họ cắt lỗ và các bạn thấy là chúng ta nhìn bên trên này chứ bên trên này là số term holder là ngắn hạn thì các bạn thấy được cái chỉ số bây giờ là bao nhiêu là 0.95 nghĩa là dưới số 1 thì nghĩa là những người mà cắt lỗ bây giờ là những nhà đầu tư ngắn hạn thì cũng dễ hiểu thôi tại vì những nhà đầu tư ngắn hạn thì nếu như mà các bạn mua trong khoảng thời gian 2 tháng vừa qua thì khả năng đó là chúng ta nói tới BTC thì có thể là những người này đang bị lỗ và họ sợ mà họ cắt lỗ cho nên các bạn mới thấy chỉ số này ở mức là 0.95 những nhà đầu tư dài hạn thì ra sao? Bây giờ chỉ số này đó là 1.22 có nghĩa là chúng ta vẫn thấy những nhà đầu tư dài hạn bán nhưng mà họ vẫn bán với con số lời nhưng mà lời không có nhiều lời khoảng chừng là 1.22 là lời một ít mà thôi Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những nhà đầu tư dài hạn này đó Tuy là họ bán nhưng mà không phải những người mà dài hạn dài hạn Tại vì những người mà thực sự dài hạn đó khi mà họ bán Thì cái phần lời này nó sẽ lên rất là cao Tại vì những người mà mua nhiều năm đó Thì khi mà họ bán cái phần lời của họ sẽ rất là cao Tại vì họ mua ở những mức rẻ hơn Thì cái chỉ số 1.22 này có nghĩa là Cũng có những nhà đầu tư dài hạn bán nhưng mà không có nhiều nhưng mà ít ra đó khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ uh, của klasnode đó liên quan tới cdd thì biểu đồ này sẽ cho các bạn thấy được là mỗi lần mà nó tăng lên đó, thì uh, cái đường màu vàng này tăng lên cho những cái dấu hiệu của những nhà đầu tư dài hạn họ bán và đó là dấu hiệu lung lay hay là họ nghĩ đã đến đỉnh rồi thì bây giờ vẫn còn thấp nhưng mà các bạn thấy được rất rõ ràng đó để thần zoom vào các bạn thấy rõ hơn là trong thời điểm vài ngày gần đây đó thì đúng là cái đường màu vàng này nó cũng có cái xu hướng tăng lên từ từ một chút Tuy là vẫn chưa đến cái mức mà chúng ta cần phải quan tâm đến nhưng mà cũng là một trong những cái yếu tố à, hỗ trợ cái việc mà chúng ta mới vừa nói tới là những nhà đầu tư ngắn hạn bây giờ là những người bán tại vì chỉ số này là 0.95 nhưng mà dài hạn nó cũng có dấu hiệu đó nhưng mà không có nhiều rất là ít những nhà đầu tư dài hạn bán hiện bây giờ Và cái số lượng nhà đầu tư dài hạn đó Là không phải là rất dài hạn Tại vì cái phần trăm tiền lợi nó không có uh, Như là cao Giống như là cao nghĩa là sao Cao nghĩa là các bạn thấy được là chúng ta có thể lên tới là 2.4 hay là 3.2 Như là uh, tháng 11 mới đây Bây giờ là không có nhiều Và thường biết là cái video này rất là dài Nhưng mà ngày Mai đã thùng bận một số công việc Cho nên thùng muốn dành nhiều thời gian để mà chia sẻ hết những thông tin này với các bạn để các bạn nắm được những gì chúng ta cần nên quan tâm đến trong tuần sau và thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia thông qua link của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn Nepex, sàn Binance, sàn Fashion Moon XBT, sàn FTX trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này và những bên nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US Những mà nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi Và đương nhiên Crypto ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn